Lê Minh Tiến hiện đang có mặt trong phòng thu của Trung tâm Asia để chuẩn bị thu một tác phẩm mới của nhạc sĩ Trúc Hồ được mang tựa đề là Nếu Mai Đây. Bài hát này được viết theo dạng ngũ cung nhưng tiết tấu lại rất là trẻ trung, rất là rock. Và đối với Tiến thì bài hát này là hơi khó, là tại vì vì nó là ngũ cung nên mang giai điệu rất là buồn, rất là tình, nhưng lời nhạc thì rất là hy vọng, rất là bình an. Trước hết là nghe nhạc sĩ Trúc Hồ đã hát qua trong một cái CD để mình nghe, mình lấy feeling á. Nhưng mà tại vì nghe anh Hồ thì giọng nghe thì mắc cười, là tại vì giọng giọng của anh Hồ chắc quý vị cũng đã biết là giọng Trúc Hồ rất là khàn. Đối với lại tất cả mọi người khác mà nghe giọng của Trúc Hồ á, nghe mắc cười, nhưng mà riêng Tiến không nghe mắc cười là tại vì anh Hồ, Tiến nghe anh Hồ là chỉ nghe với nghe cái hồn của một nhạc sĩ, nghe cách ảnh diễn tả cái lời lẽ của cái bài hát rất ư là nó đi sát với lại cái hòa âm của ảnh, thành ra đối với Tiến là một sự khó khăn để adapt theo cái style đó mà hát. Hãy ngủ đi em, anh ru em ngủ. Hãy tựa vai anh, giấc ngủ bình yên. Những ngày nên thơ, từng đêm đợi chờ. Những nụ hôn xa tròn một giấc mơ. Anh ru em ngủ, hãy tựa vai anh, giấc ngủ bình yên. Những ngày nên thơ, từng đêm đợi chờ. Những nụ hôn xa, tròn một giấc mơ.